thành phố Washington DC, cả thành phố đang được tô bột màu hồng, sắc hồng của hoa anh đào Nhật Bản. Đó là cái cách mà người ta đang mô tả về thủ đô của nước Mỹ trong những ngày này khi mà hoa anh đào Nhật Bản đang nở rộ ở khắp mọi nơi. Hoa anh đào bừng nở là dấu hiệu báo mùa xuân đã đến với thủ đô của nước Mỹ. À, lễ hội hoa anh đào chính thức bắt đầu khi 70% số nụ hoa trên các cây anh đào quanh hồ Tidal ở trung tâm Washington DC bùng cánh. Năm nay thời tiết ấm áp khiến anh đào nở sớm hơn gần một tuần so với thời điểm trung bình trong 100 năm qua. À, như thế mùa xuân năm nay cũng đã đến sớm hơn với thủ đô của nước Mỹ. Hoa anh đào ở thủ đô nước Mỹ có nguồn gốc từ quê hương Nhật Bản. À, đây là cụm công trình mang tính lưu niệm, ghi lại nguồn gốc cũng như là thời điểm mà cây hoa anh đào đầu tiên của Nhật Bản được trồng tại ven hồ ở trung tâm thủ đô nước Mỹ này. 109 năm trước, năm 1912, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã gửi tặng Washington DC 3.000 cây anh đào. Đây là quà tặng của chính phủ Nhật Bản để cảm ơn Mỹ đã đứng ra làm trung gian hòa giải, kết thúc cuộc chiến Nga-Nhật. Như thế, các cây hoa anh đào ven bờ hồ này hầu hết đã là những cụ anh đào hơn 100 năm tuổi. À, đến giờ ven hồ Tidal này đã có khoảng 3.800 cây hoa anh đào thuộc 17 giống khác nhau. Hoa cũng đủ màu sắc, từ trắng, phân phớt hồng tới hồng đậm, rồi cánh đơn, cánh kép đan xen nhau khoe sắc. Năm nay do dịch Covid-19, chính quyền thủ đô hạn chế người dân tập trung quá đông để xem hoa tại trung tâm anh đào chính ven hồ Tidal. Đến nay thì hoa anh đào Nhật Bản đã được nhân trồng rộng rãi ở nhiều nơi trong vùng thủ đô của nước Mỹ. À, có những khu phố, những con phố toàn bộ là hoa anh đào như thế này. À, và những con phố, khu phố như thế này thì có thể bắt gặp ở rất nhiều nơi tại vùng thủ đô Washington DC. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam từ thủ đô Washington DC, Mỹ.